gạ tình rồi còn vu khống học sinh, phải nghiêm trị ông thầy vô đạo này. Sau khi công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào cuộc điều tra, xác minh vụ nữ sinh lớp 8 vu khống thầy giáo gạ tình, đối tượng NSH, giáo viên trường Trung học cơ sở Xuân Diệu đã thừa nhận những tin nhắn là có thật. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện tin nhắn giữa ông NSH và một nữ sinh lớp 8 tên TTA có quan hệ trên mức tình cảm. Vụ việc ồn ào, chính ông NSH, giáo viên trường Trung học cơ sở Xuân Diệu khai rằng nữ sinh đã vu khống ông. Những tin nhắn trên mạng xã hội giữa ông H với em TTA là do em tự tạo ra. Em TTA khai với nhà trường do có thành kiến với thầy H nên lấy hình ảnh thầy H để tạo một tài khoản Facebook giả mang tên NSH, tự tạo tin nhắn để vu khống ông H. Em phải khai nội dung tự mang tội như vậy vì bị thầy H gạ tình, còn ép em phải nhận là vu khống. Em phải xin lỗi thầy H, còn nhà trường nhắc nhở kỷ luật em. Nhưng cây kim không thể giấu trong bọc vì câu chuyện quá vô lý, phi logic mà ai cũng có thể nhận ra. Cho nên chính ông NSH phải khai lại cho đúng sự thật, không nói em A vu khống mà bởi vì do thấy lương tâm cắn rứt chuyện vu oan cho em A nên thầy H thừa nhận. Còn nhà trường thì sao? Ngày 15 tháng 3, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Xuân Diệu cho báo chí biết, nữ sinh A nhắn tin qua lại với tài khoản Facebook NSH giả với nội dung trao đổi về vấn đề tình dục, mục đích là hạ uy tín của thầy H. Ngoài ra, nữ sinh A tự tạo nội dung tin nhắn và chụp màn hình gửi các bạn trong lớp và phát tán trong trường. Sau khi làm việc với nhà trường, nữ sinh A đã xin lỗi thầy H và đăng bài lên Facebook đính chính vụ việc. Có nghĩa là nhà trường, theo lời của ông H, ghi nhận lời bị ép cung của nữ sinh A, khẳng định mọi việc hoàn toàn ngược lại như vậy. Có phải nhà trường không biết sự thật hay không? Hay biết nhưng bao che cho ông H để giữ uy tín cho trường? Một đứa trẻ lớp 8 có thể nghĩ ra được mưu mô hại người và viết ra những lời lẽ ngôn tình như vậy không? Chuyện này ai cũng có thể suy luận để rút ra kết luận. Ông H cho rằng do thấy lương tâm cắn rứt nên thừa nhận sự thật, nhưng sự thật là công an đã vào cuộc điều tra vụ việc. Ông H thừa biết nếu công an điều tra thì sẽ biết được tài khoản Facebook NSH là của ông hay do em TTA tạo ra, làm giả để vu khống ông. Máy móc công nghệ ghi lại rõ ràng. Nếu dối trá không thể qua mặt công an được. Ngày 17 tháng 3, công an thành phố Mỹ Tho đã tạm giữ đối tượng NSH để điều tra làm rõ hành vi nhắn tin gạ tình nữ sinh lớp 8 tại trường Trung học cơ sở Xuân Diệu. Phải nghiêm trị để những con người như ông NSH làm giáo viên thì coi chừng sẽ có những đứa trẻ là nạn nhân của ông. Bộ Công an đề xuất ô tô được lắp hai biển số kích thước một dài một ngắn. Bộ Công an đề xuất ô tô được gắn hai biển số, một biển số kích thước ngắn, chiều cao 165mm, chiều dài 330mm, một biển số kích thước dài, chiều cao 110mm, chiều dài 520mm, thay vì hai biển số ngắn có kích thước bằng nhau như hiện nay. Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới và công khai lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị cá nhân. Dự kiến thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, thay thế thông tư 58/2020. Một trong những nội dung mới được quy định trong dự thảo thông tư là quy trình cấp, thu hồi, đăng ký và biển số xe. Trong đó, với quy định về biển số xe, Bộ Công an đề xuất ô tô được gắn hai biển số, một biển số kích thước ngắn, chiều cao 165mm, chiều dài 330mm và một biển số kích thước dài, chiều cao 110mm, chiều dài 520mm. Các doanh nghiệp được Bộ Công an đầu tư dây chuyền sản xuất biển số và được Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an quản lý, nghiệm thu chất lượng sản phẩm biển số mẫu ban đầu, kích thước, chất lượng, bảo mật và định kỳ kiểm tra cơ sở sản xuất biển số. Biển số xe phải được quản lý chặt theo quy định, kết nối dữ liệu của cơ sở sản xuất biển số với Cục Cảnh sát Giao thông để thống nhất quản lý, sản xuất, cung cấp biển số xe. Bộ Công an cũng từng kiến nghị triển khai cấp các quy chuẩn khác nhau về biển số xe. Thông tư 15/2014 của Bộ Công an quy định xe ô tô của hai biển số, một biển số dài, chiều cao 110mm, chiều dài 470mm và một biển số ngắn, chiều cao 200mm, chiều dài 280mm. Trong đó một biển gắn phía trước, một biển gắn phía sau xe phù hợp với vị trí nơi thiết kế lắp biển số của xe. Còn thông tư số 58/2020 thay thế thông tư 15/2014 quy định ô tô được gắn hai biển số ngắn kích thước bằng nhau, chiều cao 165mm, chiều dài 330mm.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tăng phạt tiền, giảm phạt tù với tội phạm kinh tế tham nhũng. Thưa quý vị, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị Quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chính sách xử lý tội phạm trong lĩnh vực kinh tế tham nhũng, chức vụ, bảo đảm yêu cầu vừa nghiêm trị, vừa khoan hồng theo hướng xử lý nghiêm người chủ mưu cầm đầu, có động cơ vụ lợi để răn đe giáo dục chung. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí vừa có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung liên quan đến 4 nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo cho thấy trong 2 năm 2021 và 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 292.915 nguồn tin về tội phạm. Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố đã thụ lý giải quyết 150.848 vụ với 281.854 bị can, đã giải quyết 140.453 vụ với 259.415 bị can. Tỷ lệ oan sai giảm dần theo từng năm, từng nhiệm kỳ Quốc hội và chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với số lượng bị can, bị cáo đã truy tố xét xử. Trong đó, Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đã chủ động thực hiện nghiêm, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ngành nên đã hạn chế tối đa việc bỏ lọt tội phạm. Trong đó có tội phạm kinh tế, chức vụ, điển hình như trong quá trình giải quyết các vụ án AIC Đồng Nai, Việt Á, VN Pharma. Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các vụ án về kinh tế, chức vụ đều được ngành kiểm sát xử lý có căn cứ, đúng pháp luật, kịp thời, nghiêm minh, đạt lý, thấu tình, đáp ứng các yêu cầu chính trị của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành kiểm sát nhân dân còn có tồn tại, hạn chế, như còn xảy ra một số trường hợp tòa án trả hồ sơ để yêu cầu khởi tố tội phạm mới và người phạm tội mới, bị can phải đình chỉ do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm, có trường hợp Viện Kiểm sát phải rút quyết định truy tố. Trong báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí nêu rõ những tồn tại, hạn chế này có nguyên nhân do một số quy định của pháp luật còn chưa được hướng dẫn, giải thích kịp thời, nên dẫn đến khó khăn hoặc không thống nhất trong nhận thức, áp dụng pháp luật để xử lý tội phạm, một số loại tội phạm mới, phi truyền thống phát sinh. Ngoài ra, một số điều tra viên, kiểm sát viên được giao giải quyết vụ việc còn hạn chế về năng lực, trình độ, chưa theo kịp với thực tiễn, ý thức trách nhiệm chưa cao, nóng vội, thiếu thận trọng khi quyết định khởi tố và phê chuẩn khởi tố bị can, dẫn đến đánh giá tài liệu, chứng cứ, hành vi vi phạm chưa chính xác, nên có các đề xuất, quan điểm xử lý, giải quyết chưa đúng, chưa phù hợp. Để đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của ngành, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị Quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chính sách xử lý tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ, bảo đảm yêu cầu vừa nghiêm trị, vừa khoan hồng theo hướng xử lý nghiêm người chủ mưu cầm đầu, có động cơ vụ lợi để răn đe, giáo dục chung. Đồng thời phân hóa tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả, giảm nhẹ cho người vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, không vụ lợi nhằm làm tốt hơn việc thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng, thất thoát, bảo đảm hiệu quả phòng chống tội phạm, vừa có trọng tâm, trọng điểm, có răn đe, giáo dục, vừa nhân văn, thuyết phục. Theo ông Lê Minh Trí, hiện nay trong thực tế, cán bộ vi phạm pháp luật không chỉ là tội phạm tham nhũng, mà nhiều trường hợp là tội phạm kinh tế, chức vụ, nhưng không có yếu tố vụ lợi, nên trong chính sách hình sự cần cân nhắc sửa đổi mức hình phạt, mức tính hậu quả thiệt hại hiện nay và tăng chế tài phạt tiền, giảm chế tài phạt tù để có chính sách xử lý hiệu quả hơn, vừa nghiêm trị vừa nhân văn, thuyết phục. Tại phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Dự kiến nội dung này sẽ được dành một ngày vào ngày 20 tháng 3 đối với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí chịu trách nhiệm trả lời chính. Bộ trưởng các bộ Công an, Tư pháp, Tổng thanh tra Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách ngành, lĩnh vực có thể tham gia báo cáo giải trình thêm nội dung này.